Câu chuyện 91 Lư Hương Khấn Nguyện Lư Hương ở chánh điện chùa Thiên Minh rất to, nhưng không phải là chiếc lớn nhất. Chiếc Lư Hương lớn nhất nằm ở hậu viện chùa. Nghe nói chiếc Lư Hương đó được đúc khi xây chùa, đã có lịch sử lâu đời. Giới sân chỉ nghe nói chiếc Lư Hương đó mà chưa bao giờ thấy qua, vì khi giới sân đến chùa, chiếc Lư Hương đó đã bị chôn dưới đất. Lư Hương vốn được bày ở giữa sân chùa khoảng 40 năm trước. Lúc đó Trung Quốc nhằm vào cuộc cải cách văn hóa, phá bỏ lệ cũ, nên mỗi ngày đều có người đến chùa đập phá đồ đạc. Niên đại chiếc lưu hương khá lâu, nhưng vẫn cứ sắc sảo, được tính là vật rất quý hiếm của chùa. Quý sư phụ xưa lo lắng chiếc lưu hương ngày nào đó bị người đến đập bỏ, nên bàn cách cất giấu. Lưu hương quá lớn, để nơi nào cũng không tiện, nên vài vị sư phụ đào lỗ dưới đất, chôn lưu hương vào trong đó, Quý sư phụ không muốn bụng đất làm bẩn lư hương, nên trên lưu hương ngăn thêm tấm gỗ để che bụng đất. Những năm đó, chùa bị người quậy phá đến rất nhiều lần. Những vật không thể di dời đều bị đập phá rất nhiều. Chỉ có chiếc lưu hương là không ai để ý đến. Lưu hương bị chôn được mười mấy năm. Cuối cùng năm nọ, không có ai đến quậy phá nữa. Quý sư phụ quyết định đem lưu hương lên, dỡ tấm gỗ ra lư hương bên dưới bị đất lấp đầy, quý sư phụ phải lau chùi rất lâu mới có thể lau chùi sạch bên trong lư hương. Nhưng thời gian hơn 10 năm đã làm cho lư hương lún vào trong đất, rất khó đem lên. Quý sư phụ liền nghĩ chọn ngày nào đó đào dần bụng đất bên lư hương rồi mới có thể đem lên. dạo đó trong chùa rất nhiều việc, nên việc đào lư hương gác qua một bên. chùa đều có khách hành hương đến liên tục, không biết từ hôm nào có khách hành hương nhóm một nhóm trò trong lư hương chánh điện đem đến trước lư hương dưới hố mà khấn vái sau khi khấn xong phải nắm trò xuống hố sau đó nhiều vị phật tử lại bắt chước cách khấn vái của vị khách hành hương nọ khi quý sư phụ xưa nghĩ cách đem lư hương lên mới phát hiện trên lư hương bị phủ một lớp tro nhang quý sư phụ xưa thấy không tiện để lau chùi lư hương lần nữa vì lớp tro nhang đó là những khấn nguyện của các thí chủ chỉ còn cách lấy tấm gỗ dày đậy lại, hy vọng sau thời gian sẽ đem lưu hương lên. Trấn Diệu có vị thí chủ khấn phái bên lưu hương, ông hy vọng con trai thi đậu vào đại học. Khi kết quả trúng tuyển được tuyên bố, con trai ông là vị duy nhất trúng tuyển trong mấy trấn liền. Ông đã nói với mọi người, nhờ Phật tổ gia hộ nên con trai ông mới đậu vào đại học. Còn truyền cách thức bí mật trải tro nhang vào lưu hương cho người dân biết. Cách thức khấn nguyện như thế không thể giữ bí mật mãi, mà còn bị truyền đi rất nhanh. Nhiều khách hành hương đều tranh nhau bắt chước. Không biết tự hôm nào, tấm gỗ dày bị các thí chủ đẩy ra, tro nhang theo lời khấn nguyện mà rơi xuống, lớp lớp tích tụ trong lư hương. Khi sư phụ trí duyên đến chùa, chỉ có ít tro trong lư hương, đến khi giới sân vào chùa, tro nhang đã phủ đầy ngập lư hương rồi. Nếu này đến hậu viện chùa Thiên Minh, thậm chí cũng không nhìn ra giữa lưu hương bị chôn và lớp bụng đất có gì khác biệt. Lưu hương chuyên chở quá nhiều lời khấn nguyện của mọi người, cuối cùng đã bị phùi trong đất. Nhiều khi nếu chúng ta làm việc có ý nghĩa, cũng đâu có chi khi bị chôn phùi. Giống như chiếc lưu hương ở hậu viện, mãi là chiếc lưu hương lớn nhất của chùa Thiên Minh. Câu chuyện 92 món mì cán thơm ngon khi đi ngang qua nhà bếp mùi dầu vườn xông vào mũi giới sơn biết chắc là sư phụ trí hằng đang làm món chuyên nghiệp của thầy đó là món mì cán ló đầu vào nhà bếp giới sơn hỏi sư phụ trí hằng có cần con giúp đỡ gì không sư phụ trí hằng quay đầu lại nhìn tiểu lại muốn giúp đỡ ăn à thầy cười sớm biết là chúng tiểu yêu các ngươi chắc chắn là bị thu hút bởi món ăn rồi bên cửa nhà bếp tiếp tục xuất hiện thêm vài chiếc đầu tròn là vài tiểu đệ từng tiểu nhếch miệng cười len lén ngồi trước chiếc bàn nhỏ sư phụ trí hằng đem mì đến trước mặt các tiểu vì nhìn thấy chiếc rổ bên sư phụ còn rất nhiều mì chưa nấu mấy tiểu khách sáo nhìn nhau giả dạng khiêm nhường sư phụ trí hằng nói đừng giả dạng nữa ăn nhanh nào mấy tiểu lập tức cúi đầu bắt đầu từ tốn ăn mì giữ gìn ý tứ. Đoán thấy nồi mì thứ hai sắp nấu xong, ăn nhanh vài đũa cuối cùng, bắt mì không còn sót thứ gì. Cảnh tượng này quá quen thuộc, ký ức trào dân tự đáy lòng. Giới sân chợt nhớ thời gian trước lúc xuất gia, nhà lúc đó thường ăn mì cán. Năm đó tiểu chưa được gọi là giới sân, khoảng 5 tuổi. Tiểu bị bệnh, cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là bị trúng thực. Nếu năm đó Phật cho tiểu một nguyện vọng, tiểu chắc chắn là cầu xin Phật tổ, đừng để tiểu bị đau bụng tiêu chảy nữa. Trẻ con thường quan trọng lợi ích trước mắt, chủ nghĩa hiện thực nho nhỏ cũng không phải là khuyết điểm to tác gì. Mẹ dẫn tiểu đến nhà bác sĩ Đông Y, ông là vị bác sĩ duy nhất ở trong xóm núi, y thuật không biết là có cao siêu hay không, vì không có thêm vị nào nữa để so sánh. Bác sĩ Vương nói, cho bé uống ít thuốc, tạm thời không được ăn cơm, giờ mà ăn là bệnh kéo dài thêm ra. Chờ thuốc có hiệu nghiệm rồi hãy ăn nhé. Nằm ngủ trên giường trong nhà, mẹ cán mì trên chiếc bàn nhỏ. Giới sân không biết bao lần ló đầu ra hỏi mẹ, khi nào mới được ăn mì? Mẹ chỉ trả lời, ráng thêm chút nữa đi con. Giới sân nhớ là đói bụng cả ngày, chờ đến tối khi mẹ đem mì đến trước mặt giới sân, Tiểu vội chụp lấy, nuốt ừng ực. Mẹ nhìn Tiểu, hỏi, con ngon không con? Giới sân đang bận ăn, phải dành thời gian để ngước đầu lên nhìn mẹ. Ngon, ngon lắm. Chỉ là bát mì bình thường, nhưng vì quá đói nên ngon tuyệt. Mẹ bảo, ăn chậm chậm thôi, kẻo mắc nghiện. Hình như cuối cùng cũng bị mắc nghiện. Mẹ sớm chuẩn bị ly nước nóng. Có ai hiểu giới sân hơn mẹ, bát mì đó có trứng gà không? Giới sân không nhớ nổi. Nhưng mùi vị của dầu vừng thì vẫn còn phản phức đâu đây. Kinh nghiệm cơ cực trong cuộc đời, ngược lại rất dễ thành hồi ức. Biết bao lần ăn mì, lại nhớ về bát mì lần đó. Hồi ức như ăn khổ qua, vào miệng thì đắng, nhai qua nhai lại liền quên. Giới sơn nhớ mãi nụ cười lúc đó của mẹ, Câu chuyện 93 Người giải tỏa nội kết Có Phật tử họ Lâm có chồng hay cá độ bài bạc. Vài ngày nay cô rất phiền muộn vì chồng cô thua khá nhiều tiền. Thật ra chồng của cô mê cá độ lâu rồi. Khi cô Lâm đến chùa than phản với quý sư phụ về việc chồng cô thua cá độ, giới sân đã nghe được việc này. Mọi người nói, chồng cô Lâm cá độ rất chuyên nghiệp. Người bình thường đánh bài giải trí như đánh bài mạt chược, còn chồng cô Lâm là chơi đánh toan. Trò chơi đoán số ngón tay lúc uống rượu. Hai tay người đồng thời giơ ngón tay ra và mỗi người nói một con số. Con số của ai khớp với tổng số ngón tay của hai người giơ ra thì người ấy thắng, người thua bị phạt uống rượu hoặc chung tiền. Bàn tay trái của chồng cô Lâm có sáu ngón, khi đánh cá thường có nhiều chiêu lạ, nên mỗi năm thắng rất nhiều tiền. Đối với việc cá độ của chồng, cô lâm không đồng tình lắm nhưng chồng cô thường thắng cá độ nên cô lâm không phản đối gì gần đây trong một lần gặp tai nạn khiến tay trái của chồng cô bị gãy cũng từ đó không thể chơi cá độ được nữa nhưng bản tính khó dời thường kéo bạn bè chơi cá độ xuất sắc vấn đề là chồng cô lâm không thiện nghệ lắm về cá độ xuất sắc nên thường thua bài thua nhiều nên muốn gỡ gạt lại chơi cá độ hậu quả là thua còn nhiều hơn cô lâm bắt đầu hối hận hận là vì không ngăn thói quen cá độ của chồng vì việc này nên cô lâm lên núi mấy lần hy vọng quý sư phụ sẽ có phương pháp giải quyết sư phụ trí duyên và sư phụ trí huệ cảm thấy việc này rất khó giải quyết chỉ còn cách là nói chuyện phải trái với chồng cô lâm trước sau đó mới có cách giải quyết cụ thể vì vậy nhị vị sư phụ bảo cô lâm tìm dịp nào đó cùng chồng lên chùa nhưng không biết lý do gì chồng cô Lâm không đến chùa, mà chỉ thấy cổ một mình đến tìm quý sư phụ. Quý sư phụ nói với cổ rất nhiều ý kiến, nhưng hiệu quả không tốt mấy. Chồng cô cứ chứng nào tật nấy, suốt ngày cá độ xúc sắc. Cô Lâm mãi đến chùa khóc kể khổ với quý sư phụ. Lần nọ, khi cô Lâm lên chùa, đúng vào lúc sư phụ Trí Duyên và sư phụ Trí Huệ đi vắng. Tiếp cô là sư phụ Trí Hằng cô lâm vừa khóc vừa kể ngọn ngành suốt hai giờ đồng hồ sau đó sư phụ trí hằng mới bảo rằng đi đến nhà cô xem xem với sân lấy làm lạ sư phụ trí hằng có biện pháp gì để khai đạo cho chồng cô lâm thường ngày trong chùa sư phụ chỉ cạo tóc cho các tiểu và nấu ăn còn việc giải tỏa phiền não cho phật tử sư phụ rất ít can thiệp sư phụ trí hằng xuống núi một lúc sau quay về lần sau khi cô lâm đến chùa gương mặt của cô đã nở nụ cười tươi nghe nói chồng cô đã thay đổi rất nhiều giới sân không ngăn nổi tò mò sư phụ trí hằng đã nói gì với chồng cô lâm mà có hiệu quả thần kỳ như vậy sư phụ trí hằng nói cho tiểu biết thật ra cô lâm thường ngày hiếm khi nói chuyện giải hòa với chồng hai vợ chồng cứ cãi cọ lớn tiếng nhưng thật ra trong lòng cô lâm rất thương yêu chồng sư phụ trí hằng nhận ra điều này nên hướng dẫn cho hai người đã thông với nhau Sư phụ nói khi nghe cô Lâm kể chuyện chồng mình, sư phụ thấy cô nói nhiều việc rất xúc động. Quả nhiên khi cô nói chuyện với chồng, cũng đã khiến chồng cô xúc động. Từ việc vợ làm cho mình xúc động, chồng cô từ bỏ thói quen cá độ. Thì ra người có thể giải tỏa được nội kết thường không phải là bậc cao nhân, mà là người trong cuộc. Câu chuyện 94 niềm vui và phiền não của việc trúng số. Vài năm nay, siêu thị nhỏ dưới trấn diễu mở thêm quầy bán vé số trúng thưởng. Ông chủ hàng đem cái máy bán vé số đặt vào chỗ dễ nhìn thấy nhất. Khi dân trấn lai vãng, đều thường thử thời vận, tiệm tay mua vài tấm vé số. Vì đây là nơi duy nhất bán vé số của trấn, nên việc mua bán rất thuận lợi. Trong những thí chủ đến chùa Thiên Minh, có vài người rất thích mua vé số, Điển hình có vị thí chủ họ Trần thân với giới ngạo là người mê phế số. Thí chủ họ Trần là không có vận may về tiền tài. Tuy từ lúc việc mua bán vé số có đến giờ, chú mỗi ngày đều mua vài tấm, nhưng không có vận may, cho đến việc trúng an ủi cũng không. Chú Trần thường nói đùa với hai tiểu, nhờ hai tiểu cầu xin Phật báo mộng dùm chú, nói cho chú biết con số trúng lần sau. Hẳn nhiên là việc cầu cứu này không thể giúp được, Giới sân chỉ là chú tiểu, không phải là đại sư, cũng chẳng phải là yêu tăng. Kiên trì mua vé số thêm nhiều kỳ nữa, phận may của thí chủ trần đã có chút chuyển đổi. Khi cạo số ra không phải là chữ cảm ơn tham gia nữa, cách vài kỳ lại chỉ trúng được giải chót năm tệ. Mỗi lần trúng thưởng, thí chủ trần rất hưng phấn chạy đến chùa báo tin vui. Chú Trần nói, tuy chỉ trúng nhỏ nhưng cũng nói rõ một cách gián tiếp rằng vận may của mình đang thay đổi, bắt đầu có chiều hướng tốt, biết đâu lần sau sẽ trúng được 500 vạn. Giới sân và giới ngạo chỉ cười cười. Tuy thí chủ trận chưa trúng giải nào hơn năm tệ, nhưng đã tính cách chi tiêu cho 500 vạn rồi. Có lần giới sân tham gia việc thảo luận về việc mê vé số của thí chủ trận và bạn bè của chú ta. Các thí chủ bàn luận rất sôi nổi. Có người nói muốn mua nhà, có người nói muốn xây chỗ chơi trò chơi, cũng có thí chủ đề nghị đầu tư hợp tác vì ngồi không ăn núi cũng lỡ nên những ý kiến trên được mọi người ủng hộ cũng có thí chủ đề xuất ý kiến gây tranh cãi như có vị thí chủ muốn mua vài món xa xí phẩm nhưng bị các thí chủ khác phê bình là lãng phí sau cùng thí chủ đó phải bỏ đi kế hoạch của mình mọi người cũng tha thứ cho ông ta khi các thí chủ đề xuất mỗi giả thiết đều không quên tính toán tiêu bao nhiêu tiền Giới ngạo tính miệng rất nhanh, liền giúp các thí chủ tổng giá cả. Kế hoạch chi tiêu của thí chủ dần dần từ 100 vạn lên đến 500 vạn tệ. Mỗi một hạng mục mà thí chủ đề xuất ra, khi lên đến 470 vạn mới phát hiện còn lại 30 vạn, không biết làm sao chi dùng. Mọi người nghĩ hết mọi cách, cũng không tìm ra cách thích hợp. Đều nghĩ rằng tiêu tiền là việc hết sức khó sau đó sư đệ giới ngạo, yếu xìu, chọt một câu. Nhắc nhở mọi người nghe trúng thưởng phải nạp thuế 20%. Đến lúc đó các thí chủ mới nhận ra. Tính toán phí chi dùng trước đó thật không đủ, nhưng phải khấu thêm 70 vạn trong số tiền 470 vạn đó cũng là việc khó khăn. Cuối cùng, có vị thí chủ nói, thu tiền thuế cho 100 vạn quá đắt. Nếu như có thể quyên góp phần thuế đó cho chùa thì hay hơn giới sơn và giới ngạo nghe xong liền gật đầu tỏ ra đồng ý thí chủ trần cũng có ngày đổi đời là cách cuộc thảo luận vài tháng sau lần đó thí chủ trần trúng giải thứ ba số tiền thưởng lên đến ngàn tệ giới sơn biết đây là lần trúng tiền thưởng lớn nhất của chú khi nghe được tin này giới sơn nghĩ chắc chú trần hưng phấn đến nỗi không biết làm gì nhưng sau khi gặp mặt chú trần chú không vui được chút gì thí chủ trần nói con số lần này tiếc quá nếu như chỉ cần di chuyển vị trí một con số thì sẽ trúng được giải đặc biệt hơn cả trăm vạn nhiều khi giới sơn nghĩ tâm trạng của thí chủ họ trần rất thú vị hoặc con người có bản tính tham lam khi không có gì chúng ta có thể vui vì đạt được việc nhỏ nhưng khi đứng trước thành công chúng ta ngược lại lại bất mãn chỉ vì thu hoạch quá ít kết quả là dục vọng làm thay đổi sự vui buồn yêu ghét của chúng ta. Câu chuyện 95. Người sanh bất phùng thời. Trấn gần bên trấn Diệu có thí chủ họ Hách, khoảng 60 tuổi. So với người cùng tuổi của trấn, gia cảnh của thí chủ Hách khá giả, thu nhập ổn định, có vài ngôi nhà, con cái đều làm việc trên thành phố, điều kiện kinh tế cũng không tồi. Vợ có thí chủ hết lý giải về cuộc sống. Bà cảm thấy nhân sinh không nên chỉ vì sống mà sống. Ngoài tiền bạc ra còn có nhiều việc khác, cần nên tận hưởng. Nên bà muốn ông hết, dẫu có bận rộn chi, đến cuối tuần phải sắp xếp thời gian cùng đi nghỉ mát. Lúc đầu ông hết cảm thấy việc du lịch quá mất thời gian, lại còn làm trễ nải việc buôn bán. Nhưng sau khi bị vợ dẫn đi vài lần, ông dần dần thay đổi thái độ, thì ra kết hợp giữa làm việc và giải trí mới là hạnh phúc. Chùa Thiên Minh là nơi mà ông Hách và vợ thích đến nhất. Hai người vào cuối tuần thức dậy vào sáng sớm, đem theo những đồ dùng tùy thân, thả bộ đến chùa Thiên Minh, mệt thì ngồi trên hòn đá bên đường nghỉ ngơi. Ông Hách nói nguyên nhân thích Mao Sơn là vì cảnh sắc nơi này rất đẹp. Và lại, núi cũng không cao, leo núi không tốn công sức vợ ông lại cười mỉa chồng ông ấy thích nơi này là vì gần nhà nếu như có hợp đồng mua bán có thể về kịp lúc mỗi lần hai người đấu vỏ mồm đều làm cho người bên cạnh tức cười ông hách rất thích kể chuyện thường kể chuyện mình lúc trẻ cho người nghe ông hách lại có tài kể chuyện mỗi khi gặp ông đang kể chuyện mọi người đều tụ tập một bên không chịu trời giới sân thường cảm khái thí chủ hách có tài ăn nói như thế hẹn gì buôn bán càng ngày càng to. Ông Hách nói, khi ông còn trẻ cảm thấy mình là người sanh bất phùng thời. Ông từng hy vọng mình có thể trở thành người có học thức, nhưng vào lứa tuổi đi học, xã hội rất loạn lạc. Lúc đó việc học với mọi người là thứ yếu, sách được phép xem lại ít ỏi. Đến tuổi thi vào đại học, cả nước đều đình chỉ chiêu sinh. Việc đình chỉ này kéo dài đến 10 năm, Chờ cho đến khi việc được phép thi đại học, thì ông đã có vợ và con, không còn công sức đâu mà làm tròn mơ ước lúc ban đầu. Sau thập niên 80, nhà nước bắt đầu khích lệ mọi người làm ăn buôn bán. Lúc đó ông Hách đã có công việc ổn định, muốn bỏ việc cũng không đành. Tiền đồ chưa chắc, cứ như vậy trăn trở nhiều năm. Đợi đến khi ông quyết định thử thách thế giới bên ngoài, mới phát hiện thời kỳ dễ kiếm tiền đã qua. Ông Hách nói: ông luôn là người lỡ dịp thường phát hiện cơ hội tốt đều không chờ ông đến cho đến khi ông đuổi kịp nó cơ hội tốt đã trở thành của người khác mất rồi lời của ông hách khiến giới sân cũng cảm khái nữa suy cho cùng nhiều lúc cơ hội chỉ có một lỡ dịp thì không thể quay trở lại nhưng giới sân thấy thú vị là sự thành công hiện nay của ông là từ đâu mà có được sau đó ông hách nói với giới sân sau khi ông 40 tuổi, buôn bán mới bắt đầu phát triển, vì ông chợt phát hiện, mỗi một thời kỳ trong đời người đều có cơ hội thuộc về mình. Lần này chính mình cần phải nắm bắt. Thật ra, giới sân nghĩ rằng, kinh nghiệm của ông Hách đã nói rõ ràng. Trong cuộc đời, chúng ta gọi là lỡ dịp, đơn giản chỉ vì mệnh đề hư huyễn. Nếu như chúng ta chỉ oán trách cuộc đời, đem cơ hội cho quá khứ, như vậy chờ đến hôm nay trở thành hôm qua, Chúng ta mới phát hiện, thì ra hôm nay cũng đã từng đầy đủ cơ hội, chỉ là vì mình đã lỡ dịp. Cơ hội vĩnh viễn không thể xuất hiện ở hôm qua hoặc ngày mai, chỉ xuất hiện hôm nay. Nếu như chúng ta không nắm lấy, nó liền buộc khỏi chúng ta. Câu chuyện 96 Tiểu giới ngôn giới ngôn khi đến chùa thiên minh chỉ được ba tháng tuổi giới sân ôm chú chó từ dưới núi lên chùa giới ngôn cũng không sợ người lạ nằm ló đầu khỏi vòng tay giới sân nhìn quanh quốc nhà mới của chú như thế là chú chó giới ngôn đã định cư ở chùa sau khi giới ngôn lớn thêm một chút liền chạy trong trong chùa có nhiều cơ hội để gặp mặt các phật tử sự hiện diện của giới ngôn các phật tử đều không ngờ tới thắc mắc về giới ngôn có hai điều chủ yếu là điều thắc mắc thứ nhất là lai lịch của giới ngôn trả lời câu hỏi này tương đối rõ ràng giới ngôn là thí chủ dưới núi đem cho chùa điều thắc mắc thứ hai là hình trạng của giới ngôn các phật tử thường hay hỏi vì sao chú chó nhỏ như thế lại có thân hình mập mạp như vậy đối với câu hỏi này người trong chùa không có đáp án chuẩn xác đáp án tương đối đó là sanh linh của thế gian có sự sai biệt rất lớn, giống như con người, cùng sống trong chùa thiên minh, cùng ăn món ăn giống nhau. Sư phụ trí hằng thì tròn trịa hơn quý sư phụ khác, nên giới ngôn có mập mạp chút cũng có thể hiểu được. Nói một cách tương đối, sự giải thích của sư đệ giới ngạo có phần chuyên nghiệp. Sư đệ nói, trước mắt giới ngôn không phải là mập mà là sổ sữa, chỉ mới có ba tháng tuổi thôi nếu như đã biết chạy, biết nhảy, cũng là chú cuốn con. Cũng giống như các em bé khi còn nhỏ có thể mập một chút. Giới ngôn cũng phải trải qua giai đoạn sổ sữa. Chờ đến khi cuốn lớn hơn chút nữa thì sẽ khôi phục lại hình trạng bình thường. Với việc giải thích của giới ngạo, các Phật tử thường tán đồng, đồng thời cũng không quên khen giới ngạo vài lời. Các Phật tử đều nói, không hổ là tiểu sư phụ giới ngạo hiểu biết rộng, quả nhiên danh bất hư truyền tiếc là thời gian lâu sau thể trọng của giới ngôn lại tăng nhanh chóng khiến cho việc giải thích sổ sữa của giới ngạo không có sức thuyết phục vì việc này mà hình tượng học trọng biết nhiều của sư đệ giới ngạo dù rằng đệ ta đã mất nhiều công sức để xây dựng nên đã sút giảm đáng kể có lẽ vì do nặng nề mà động tác thường ngày của giới ngôn cũng chậm chạp hầu như khi phật tử nhìn thấy giới ngôn nó đều trong sân chùa nhẹ nhàng lượn tới lượn lui nhiều cô phật tử nói chó của chùa lúc nào cũng hiền lành và lịch sự nếu như thay thành chó ở dưới núi đều không thể có khí chất như thế mỗi lần nghe đánh giá như vậy sư đệ giới ngạo thở dài các thí chủ quá ngộ nhận rồi nếu như lúc đang dùng cơm mà nhìn thấy giới ngôn thì sẽ phát hiện tốc độ chạy đến bát cơm của giới ngôn như mảnh thú phi đến địch, nên cái gọi là khí chất lịch sự của nhà Phật đều là viễn ảnh. Ví dụ về giới ngôn lại trùng khớp với nhân quả nhà Phật, chính là cái tâm thích thú thức ăn của giới ngôn mới dẫn đến hậu quả có thể hình như vậy. Câu chuyện 97 Chỗ ở của giới ngôn trong chùa, giới ngôn ở rất nhiều chỗ, nơi hậu viện là một cái ổ sạch đẹp. Cái ổ này chính là chú thợ mộc họ tôn ở Trấn Diễu làm tặng cho hắn. Hôm ông thợ mộc họ tôn đem cái ổ của giới ngôn lên núi, có nhiều thí chủ vây quanh. Các thí chủ đều khen ông thợ mộc khéo tay. Họ bảo, không hổ là thợ lâu năm, đến cái ổ chó mà cũng tỉ mỉ làm đẹp thế kia, thái độ làm việc chăm chỉ thế thị đáng để cho thợ trẻ học hỏi nhưng các thí chủ cũng đồng ý là thể tích của cái ổ to quá như vậy sẽ bất lợi trong việc làm ấm và tránh gió đẹp thì đẹp mà không thực dụng tuy nhiên sau nửa năm sự nghi vấn của thí chủ đều biến thành kinh ngạc họ nói chỉ có thợ nhà nghề mới nhìn thấu suốt sự phát triển của vấn đề nếu như thợ trẻ, họ không thể đoán được chính xác thể hình của giới ngôn của nửa năm trước và nửa năm sau. Chỗ ở khác của giới ngôn là liêu phòng của giới sân và giới ngạo. Tuy ông thợ mộc làm cái ổ rất khéo, nhưng lại ở nơi hậu viện. Nếu như trời mưa và lạnh, đều không thể chịu nổi. Vì vậy, giới sân mới làm thêm cho chú chỗ ở tạm thời. Hẳn nhiên là chỗ ở trong liêu đơn giản hơn nhiều, chỉ là để cái hộp tủ trong góc phòng thêm miếng chăn bông và vài chiếc áo cũ. Dù chỉ có vậy, giới ngôn lại thích ở trong liêu hơn. Từ khi có được chỗ ở trong liêu, chú ít chịu ra ngoài kia, mọi người cũng chỉ có thể chịu theo nó. Ngẫm cho kỹ, giới ngôn lại thông minh và đơn giản hơn người. Khi con người chọn lựa, đều nghĩ đến rất nhiều nhân tố. Nhân tố bên ngoài thường ảnh hưởng nhiều đến sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng giới ngôn rất thiết thực chính là chú trọng hiệu quả thực tại giới ngôn rất ham chơi thường lượn vòng quanh chùa lúc đầu sư đệ giới ngạo cho rằng đó chính là hiện tượng tốt vận động nhiều có ích cho việc giảm cân nhưng sự thật chứng minh ý của sư đệ giới ngạo còn phiến diện ý kiến chính xác là ít ăn vận động nhiều thường dễ dàng giảm cân hơn giới ngôn đã không thể thực hiện được điều kiện tiền đề là ít ăn thì thấy trọng càng ngày càng tăng là không có gì lạ có khi giới ngôn chơi đến nửa đêm chờ cho các tiểu tôi ngủ hết mới vào phòng dù vào phòng muộn cũng không nhẹ nhàng ngoài cửa phòng sủa trân nhiều khi người ngủ trong phòng lười không chịu thức dậy mở cửa nên nói phòng ra cửa giới ngôn nằm ngủ ở ngoài đi giới ngôn lại không có chút gì thông cảm với các tiểu lấy cái mõm của mình mà sụp vào lỗ cửa Số thành tiếng nhỏ nhỏ, giống như là đang chịu sự ngược đãi vậy. Thật không đành lòng, giới sơn chỉ còn cách thò một tay ra khỏi chăn để oảnh tụ tì với giới ngạo. Ai thua sẽ mở cửa cho giới ngôn. Giới sơn cứ nghi ngờ giới ngạo trộm học được bí quyết gì mà mười lần quảnh tụ tì hắn thắng hết tám lần. Nên 80% tần suất là giới sân phải trường ra khỏi chăn ấm áp để mở cửa cho giới ngôn nhiều lần giới sơn nghĩ là nên phê bình giáo dục giới ngôn nhưng nói chưa được vài câu nó đã ngoắt đuôi chạy đi mất dạng cuối cùng việc này cũng được thay đổi giới sơn nhớ có lần ông thợ mộc tôn nói về chuyện này việc này đơn giản lắm chỉ là khoét một lỗ trên tường cho giới ngôn là được thôi chiều vài ngày sau ông tôn nhờ vài người bạn khoét dùng cái lỗ trên tường cho giới ngôn còn lắp cái cửa nhỏ có thể đẩy tới để lui Giới sân giới ngạo Dẫn giới ngôn lại nơi cửa Còn cho nó chui ra chui vào cánh cửa Làm cho nó quen với việc này Sau này có thể tự đi vào Khi chơi về khuya Lúc đầu giới ngôn không ưa lắm Khi vào phòng bằng cách này Nhưng bị tiểu tôi đẩy tới để lui Vài chục lần Riết rồi cảm thấy vui Rồi bắt đầu chủ động chui ra chui vào Giới ngôn đã thích chiếc cửa nhỏ giới sân và giới ngạo cũng không còn phiền não khi phải mở cửa cho giới ngôn. Câu chuyện 98 Tiêu chuẩn không nhất định Trấn Diễu có vị thí chủ họ Vương cùng tuổi với giới sân. Có lẽ vì cùng tuổi nên thí chủ Vương khi đến chùa thích tìm giới sân nói chuyện. Năm ngoái chú Vương tốt nghiệp đại học vài năm nay rất khó tìm việc làm. Chú Vương nói, khi đang học, chú có hoài bảo cao xa, mơ ước tương lai tốt đẹp. Hết sức trẻ con để nghĩ rằng lên thành phố học đại học là bước đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài. Nhưng đợi đến khi tìm việc làm, chú Vương mới phát hiện giữa hiện thực và lý tưởng như hai đường thẳng song song, không có giao điểm, không tìm thấy hy vọng. Chú Vương nói, trường học thường thường, năng lực thường thường, sau khi tốt nghiệp liên lạc với vài nơi làm đều không như ý nghĩ vậy cuộc sống làm việc xa nhà khá gian nan thu nhập thấp chi tiêu cao chi bằng trở về quê tuy thu nhập không cao nhưng ít chi tiêu hơn chú vương nghĩ thế nên trở về trấn dựa vào nguồn quen biết của gia đình tìm được việc làm ở gần nhà người vừa mới đi làm thường biểu hiện rất siêng năng chú vương cũng vậy cả năm nay chú vương đều là người đầu tiên đến công ty lấy nước quét dọn vệ sinh còn pha trà cho đồng nghiệp nữa khi lãnh đạo phân chia công việc chú vương đều dành làm trước vừa làm nhanh vừa làm tốt người làm việc như vậy tự nhiên cũng được mọi người khen ngợi đồng nghiệp đều khen chú vương siêng năng chịu làm việc chú vương nhờ lời khen nên có thêm động lực làm hơn mới đó đã được một năm thêm một đồng nghiệp mới đến làm ở công ty. Chú Vương thở phào. Chú nghĩ rằng cuối cùng thì chính mình từ người mới trở thành người thâm niên. Chuyện mà chú đảm nhận năm trước nay có thể giao cho đồng nghiệp mới. Nhưng vị mới đến làm việc này không giống như chú Vương. Khi anh ta đến làm việc, chỉ làm việc của mình. Khi phân chia công việc cũng không có biểu hiện tích cực dành làm công việc. Dạo đó nước uống trong văn phòng làm việc không ai đi lấy, cũng không ai quét dọn vệ sinh còn việc pha trà thì người nào uống tự pha chế lấy chú vương vốn nghĩ rằng ít lâu sau vị mới này dưới áp lực của đồng nghiệp sẽ sửa chữa nhưng không ngờ đồng nghiệp lại không nhắm vào vị kia mà lại cho rằng chú vương đã biến thành lười biếng chú vương cảm thấy việc này không công bằng chút nào nên thường than vãn với giới sân thật ra giới sân cho rằng nhiều việc trên đời rất lạ nếu như cứ so đo thì không có việc gì trên đời là bình đẳng cả nói khác trên đời không có tiêu chuẩn nhất định với nhiều người khác nhau cùng một việc làm lại là dùng tiêu chuẩn không nhất định đối với người tốt thì yêu cầu cao với người không tốt ngược lại yêu cầu thấp một người ngày nào cũng đến muộn về sớm thi thoảng đến làm đúng giờ vài ngày liền được đồng nghiệp khen ngợi còn thường ngày người có ấn tượng tốt đối với quần chúng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thường dễ trở thành tài liệu phản diện với chúng ta, khi gặp phải chuyện không công bằng, thật không phải là việc dễ dàng để đi tìm cầu sự công bằng tuyệt đối. Nhưng nếu chúng ta cố ý giảm đi tiêu chuẩn mà mình muốn, đó là việc không nên. Câu chuyện 99 Ưu điểm và khuyết điểm Có lần, Chùa Thiên Minh đến vị khách hành hương, chú vừa đến liền tìm sư phụ kể khổ, Kể khổ không có gì đặc biệt, đặc biệt là thân phận của người đó. Chú chính là người em họ của sư phụ trí huệ. Thí chủ họ chu em họ của sư phụ trí huệ làm việc trên thành phố. Tuy là em họ nhưng tuổi nhỏ hơn sư phụ rất nhiều. Hiện nay chú làm việc đã được mười mấy năm. Thí chủ chu có đồng nghiệp là thí chủ họ phùng. Hai người làm việc cùng năm, cùng học lực. Các phương diện khác đều như nhau, chỉ là thí chủ Phùng trong vòng 10 năm đã liên tục thăng chức hai lần, còn thí chủ Chu thì không có lần nào mãi là nhân viên văn phòng. Thí chủ Chu còn có ý đem tình huống của ông Phùng liệt kê ra, phân tích rất đầy đủ, điều khiến chú bất bình là chú có nhiều mặt mạnh so với thí chủ họ Phùng, thậm chí phương diện giao tế cũng rộng hơn ông ta, nhưng không biết tại sao lượt thăng chức không đến mình. Sau cùng, thí chủ chu đoán là do thời phận của mình không tốt, liền nghĩ đến anh họ tu ở chùa Thiên Minh là sư phụ trí huệ. Đến chùa lần này, mục đích chủ yếu của chú là mời sư phụ trí huệ làm phép chuyển thời phận cho chú. Lời bộc bạch của thí chủ chu chúng tôi đều cảm thấy buồn cười. Nhiều thí chủ ở thành phố không thấu hiểu Phật Pháp, đều cho rằng Phật Pháp hết sức thần kỳ. Sự thật là, hòa thượng cũng là người bình thường, làm việc kiểu như chuyển thời vận, người tu đều không thể làm được. Sư phụ trí huệ không ngăn được cười. Sư phụ hỏi em họ, tình huống thật đúng như lời chú miêu tả không? Chú cho rằng chú gặp việc gì cũng chỉ liên quan đến vận may. Sư phụ trí huệ bảo giấy sân tìm trang giấy, vẽ bản biểu. Hàng thứ nhất ghi tên của thí chủ chu, hàng thứ hai ghi tên thí chủ phùng. Sau đó sư phụ cũng ghi ưu điểm của thí chủ chu và khuyết điểm của thí chủ phụng vào trong bản biểu tiếp sau đó sư phụ lại hỏi thí chủ chu những vấn đề đã bỏ quên lại ghi toàn bộ đáp án vào trong bản biểu sau cùng sư phụ trí huệ so sánh tường tận hết thảy tình huống cá nhân của hai người rồi đưa kết quả thống kê cho thí chủ chu xem sau khi xem xong thí chủ chu trở nên lặng lẽ thì ra ưu điểm của thí chủ phụng không ít như lời của thí chủ chu thậm chí tuyệt đại đa số lại mạnh hơn thí chủ chu. khi chúng ta nhìn nhận đối thủ nếu như cứ dùng cái sở trường của mình đem so sánh với sở đoản của người thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng trình độ của mình rất cao trình độ của đối thủ rất thấp nếu như lúc đó thành công của đối thủ cao hơn chính mình sẽ khiến chúng ta nảy sinh cảm giác bất bình cũng giống như thí chủ chu trong tâm cứ ghi nhớ khuyết điểm của thí chủ phụng lại lơ là lạ ưu điểm của ông ta nhìn nhận đối thủ phải học cách tìm kiếm sở trường của đối thủ. Nếu như cứ chăm chăm vào sở đoản của người, thì mình làm sao có thể tiến bộ được? Mỗi một sự việc đều tồn tại tính hợp lý của nó. Nếu như người khác được nhiều hơn mình, thì không nên tranh luận. Người đó có vài mặt mà chúng ta không với tới được. Câu chuyện 100 Tượng Phật trong hộp Sư đệ giới ngạo rất hiếu động, thường ở sân chùa khua tay múa chân. Có khi giới sân nói đùa với hắn, hắn nên xuất gia ở chùa Thiếu Lâm. Xuất gia ở chùa không có tăng múa võ như thiên minh sẽ bị mai một tài ba. Giới ngạo rất thông minh, trí nhớ rất tốt. Nhiều bài viết chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể thuộc đến 8-9 phần. Kinh Phật không giống những bài viết thông thường, dễ học thuộc. Những bài kinh ngắn như Tâm Kinh, Chú Đại Bi, giới ngạo đương nhiên là thuộc lào lào đến những bản kinh khó khác giới ngạo cũng có thể nhớ rất kỹ chúng huynh đệ thường ngưỡng mộ giới ngạo việc này đặc biệt là vì thuộc sai kinh văn mà bị quý sư phụ phạt như giới si giới trần mọi người càng khen giới ngạo càng đắc ý có một dạo ở miết trong chùa đem kinh văn vào liêu từng bản từng bản kinh mà học thuộc mỗi tối trước khi ngủ giới ngạo đều tụng bản kinh mới học thuộc hôm đó cho huynh đệ nghe. Người có trí nhớ tội như giới sân, ngoại việc phổ tay ra, ngăn không được chút hổ thẹn. Giới ngạo càng ngày càng học thuộc nhiều bản kinh. Thính giả nghe tụng kinh không chỉ giới hạn vài người trong liêu. Có khi giới ngạo còn chạy đến phòng sư phụ tụng kinh. Quý sư phụ chiếu lệ khen hắn vài câu. Tạng kinh của chùa không nhiều. Được mấy tháng, giới ngạo đã thuộc hết các bản kinh. Giới ngạo bắt đầu không có gì làm, sau đó hắn lại có chủ ý mới. Giới ngạo suốt mấy ngày trốn trong phòng giữ kinh. Sau khi ra khỏi, đã có thể đem bản kinh ngược lại rồi tụng. Giới ngạo ngoài hưng phấn ra, hẳn nhiên là không quên đến chỗ quý sư phụ khoe tài. Chỉ là sau khi về lưu, lại không chút gì vui. Nói quý sư phụ nghe hắn tụng kinh xong, chỉ cười cười, thái độ hưởng ứng không nhiệt liệt lắm. Nửa tháng sau đó, mỗi ngày giới ngạo đều ở miết trong phòng kinh. Giới sơn nghĩ, có thể một thời gian sau, hết thảy các bản kinh sẽ được hắn để ngược lại rồi tụng hết. Đến lúc đó phải làm sao? Lẽ nào lại chọn ra ba chữ, năm chữ đi tụng kinh? Đương nhiên cái ý nghĩ của giới sân chưa nói với sư đệ giới ngạo, vì giới sân suy đoán, sư đệ giới ngạo mà nghe được ý tưởng kỳ dị của giới sân có thể sẽ hưng phấn nhảy cẩn lên, sau đó liền làm theo. Tối nọ, lúc chuẩn bị ngủ, sư phụ trí duyên chợt đến liêu phòng. Giới ngạo lập tức đem bản kinh mới học thuộc biểu diễn lần nữa. Sư phụ trí duyên cười cười, lấy từ trong người ra một hộp gỗ đưa cho giới ngạo, cho hắn xem cái hộp. Cái hộp đó được gói kín bằng giấy màu có đường viền. Giới ngạo cầm trong tay xem tới xem lui, sau đó nói với sư phụ trí duyên, giấy gói hộp có tất cả sáu màu. Trong đó đường viền màu hồng có ba, đường phiền màu vàng có bốn, đường phiền màu xanh lá cây có... Sư phụ trí duyên cười, lấy lại chiếc hộp, dùng tay xé nát giấy gói màu đường phiền bên ngoài hộp. Bên trong chỉ là chiếc hộp nhỏ màu vàng. Sư phụ trí duyên mở chiếc hộp ra, thì ra bên trong có một tượng Phật nho nhỏ. Sư phụ cười nhìn về hướng giới ngạo. Giới ngạo ngại ngùng xoa chiếc đầu trọc. Rõ ràng sư phụ không muốn giới ngạo cứ tiếp tục sáng tạo cách học thuộc kinh Phật. Chung quy sự tuyệt diệu của kinh là ở chỗ ý nghĩa chứ không phải cách tụng lào lào. Cũng giống như giới ngạo lật qua lật lại chiếc hộp mà xem, dấu cho rằng tự mình đã hiểu thấu, nhưng sự thật thì hắn lại không biết bên trong chiếc hộp có một tôn tượng Phật.